xác định cụ thể chính xác ca bệnh F0, ca bệnh nghi ngờ và đối tượng tiếp xúc gần F1 là yếu tố quan trọng để triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 phù hợp. Việc định nghĩa ca bệnh như thế nào được Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể tại công văn số 11.042 ngày 29 tháng 12 năm 2021. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu lại những định nghĩa này để quý vị và các bạn có thể tự xác định được khi nào mình là F1, là F0 hay ca bệnh nghi ngờ và có khả năng lây bệnh cho người khác hay không. Bạn sẽ là ca bệnh xác định F0 khi có một trong bốn yếu tố. 1. Có kết quả xét nghiệm dương tính bằng phương pháp PCR. 2. Là F1 có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính. 3. Là người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19, có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính và có biểu hiện lâm sàng không bao gồm F1. 4. Là người có xét nghiệm nhanh 2 lần dương tính liên tiếp cách nhau 8 tiếng và có yếu tố dịch tễ không bao gồm F1. Bạn sẽ là đối tượng tiếp xúc gần F0 khi có một trong 4 yếu tố. 1. Có tiếp xúc cơ thể trực tiếp, bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể, với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 2. Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu 15 phút với F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. 3. Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 4. Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân PPE. Bộ Y tế lưu ý, thời kỳ lây truyền của F0 được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát ca bệnh. Đối với F0 không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30. Bạn sẽ là ca bệnh nghi ngờ khi có một trong các yếu tố sau. 1. Là F1 có ít nhất 2 biểu hiện lâm sàng. 2. Là người có yếu tố dịch tễ không bao gồm F1 có ít nhất 2 biểu hiện lâm sàng. 3. Có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính.